Và sau cùng kính mời quý khán thính giả theo dõi phần phóng sự về buổi tiệc đêm trùng dương hội ngộ của Hội Hải quân tại vùng Hoa Tình Đốn. Bích Phượng xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Hôm nay là ngày thứ Bảy 11 tháng 4 năm 2015, cũng là ngày hoa anh đào nở rộ đẹp nhất của vùng Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi đang có mặt tại nhà hàng Harvest Moon Fortress Virginia để tham dự trùng dương hội ngộ năm 2015. Theo thông lệ hàng năm vào dịp đầu xuân, Hội Hải quân và Hàng hải Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn đều tổ chức đêm trùng dương hội ngộ, mục đích họp mặt các cựu quân nhân hải quân cùng cựu quân nhân các quân binh chủng bạn và thân hữu, có khoảng hơn 400 quan khách tham dự, trong một không khí thật nhộn nhịp, đông vui. Trong đó có cựu Phó Đại đốc Đinh Mạnh Hùng, cựu Hải quân Đại tá Ngô Khắc Luân, cựu Hải quân Đại tá Bùi Cụ Viên, cựu Hải quân Đại tá Bùi Hữu Thư, cựu Đại tá Lâm Duy Tuyên và ba Hải quân hạm trưởng. Tiến sĩ Tạ Cư Hải, Chủ tịch Liên hội cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn. Ông Đoàn Hữu Định, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, cùng đại diện của hầu hết các quân binh chủng bạn như không quân, nhảy dù, thủy quân lục chiến, biệt động quân, cựu sinh viên võ bị quốc gia Việt Nam, cựu sinh viên trừ bị Thủ Đức, cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng hòa, hội cao niên Liên minh Dân chủ Việt Nam thuần túy, đặc biệt có các sĩ quan khóa 13 trường Hải quân Nha Trang, đệ nhị Dương Cưu từ khắp nơi đến Hoa Thịnh Đốn và các sĩ quan Hải quân người Mỹ gốc Việt thuộc Hải quân Hoa Kỳ. Chương trình được điều khiển rất sinh động bởi MC Hải quân Nguyễn Đức Thu và Hải quân Nguyễn Văn Huấn. Mở đầu chương trình là nghi lễ chào quốc kỳ được cử hành vô cùng trang nghiêm với toán quốc quân kỳ trong quân phục Hải quân, các cựu quân nhân trong quân phục, thủy quân lục chiến và dù. Cảm động nhất là phút mặc niệm tưởng nhớ đến các chiến hữu đã hy sinh vì Tổ quốc, trong đó có 74 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng hòa đã liều chết để bảo vệ lãnh hải trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 1974 với Hải quân Trung Cộng. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào của chúng ta đã kém may mắn trên đường tìm tự do, đã gửi thân ở vùng biên giới và trên sóng biển mênh mông. Khi nói đến Hoàng Sa, Bích Phượng cũng nghĩ đến và xin thắp một nén hương tưởng nhớ đến một người thân yêu trong gia đình là ông Ngụy Văn Thà, thuyền trưởng hộ tống hạm Nhật Tảo Hải quân 10, tử trận trong hải chiến Hoàng Sa. Ông Hội trưởng Nguyễn Văn Thành chào mừng quan khách. Kính thưa quý quan khách, quý hội viên, thân hữu, gia đình Hội Hải quân và Hàng hải Việt Nam Cộng hòa miền Đông Hoa Kỳ. Tôi Nguyễn Văn Thành, Hội trưởng Hội Hải quân và Hàng hải Việt Nam Cộng hòa miền Đông Hoa Kỳ, trân trọng kính chào quý vị. Trong dịp này, cựu Phó Đại đốc Đinh Mạnh Hùng được mời lên có vài lời với các cựu quân nhân hải quân và thân hữu. Hôm nay chúng ta là vào tháng 4 rồi. Trong 40 năm qua, từ khi rời Việt Nam, có thể nói rằng thì là cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng như các cựu quân nhân đã tranh đấu không ngừng để có thể tới được cái tình trạng ngày hôm nay. Và chính nghĩa quốc gia của chúng ta ngày càng sáng tỏ. Vấn đề tự do dân chủ ở Việt Nam chắc chắn không còn có xa nữa. Nhưng công cuộc tranh đấu sẽ càng phức tạp và càng khó khăn hơn mà đòi hỏi sự kiên trì của tất cả chúng ta ở đây. Tôi mong rằng thì là chúng mình sẽ thành công trong công cuộc tranh đấu này và sẽ trở lại Việt Nam trong những ngày không có xa. Theo sau là chương trình văn nghệ chủ đề Hải quân và lính do trưởng ban văn nghệ, chiến hữu Hải quân Nguyễn Hữu Định điều họp. Mở đầu là Hải quân hành khúc với các cựu quân nhân Hải quân trong quân phục trắng và các phu nhân thiết tha trong chiếc áo dài màu xanh nước biển. Chương trình giao vũ rất hấp dẫn với ca sĩ Diễm Liên, các anh chị trong gia đình Hải quân và ca sĩ địa phương với ban nhạc The Red Sun. Chương trình được chấm dứt lúc 12 giờ đêm, nhiều người ở lại đến giờ phút cuối, nhất là các chiến hữu Hải quân ở xa về. Nhiều người chia tay trong lưu luyến, như thầm mong một ngày đẹp trời của mùa xuân năm sau, các anh chị sẽ về đây tái ngộ trong không khí đầy tình thân, ấm cúng và ngắm hoa anh đào nở rộ, tuyệt đẹp bên dòng sông Potomac ở Hoa Thịnh Đốn. Năm nay đặc biệt là nó trùng vào cái ngày hoa anh đào, cho nên niềm vui thì nó tràn ngập nhiều hơn những năm trước.
Mặc dù bất cứ năm nào cũng vậy, chúng tôi có một ngày để tất cả những người cựu Hải quân Việt Nam Cộng Hòa tụ họp lại với nhau để chia sẻ, nhìn lại những khuôn mặt của nhau để ôn lại những tình tự trong thời chiến với những kỷ niệm. Cảm tưởng của tôi hôm nay là được về dự cái buổi hội này, trùng dương hội ngộ, thì thật là chúng tôi rất là cảm thấy rất là cảm kích trong cái tinh thần của các cái anh em hải quân và tất cả các cái hội đoàn, các cái cơ quan bàn đã đến đây để chung vui với hội hải quân. Đó là điều rất là vinh dự đối với hải quân chúng tôi. Dạ em tên là Anh Thư ở Connecticut. Dạ đây là chị Lan và đây là anh Tân. Tụi em ở Connecticut xuống đây lần đầu tiên để tham dự hội ngộ trùm dương của cộng đồng Việt Nam tại Washington DC. Rất là vui và mọi người ở đây rất là thân thiện. Bích Phượng tường trình từ Fortress Virginia. Xin kính chào quý vị. Kính mời quý đồng hương, đồng bào Phật tử dành thời giờ đến chiêm bái Phật Ngọc cũng như tham dự các chương trình Đại lễ Cung nghinh Phật Ngọc Hòa bình Thế giới và Đại lễ Phật Đản tại North Carolina. Chương trình khai mạc vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Bảy 9 tháng 5 2015, bế mạc vào ngày Chủ nhật 17 tháng 5 2015 tại Thiền viện Minh Đăng Quang, 4310 West Sugar Creek Road, Charlotte, North Carolina 28269. Lễ hội gồm các khóa tu học và nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc, quy tụ nhiều nghệ sĩ từ Trung tâm Asia và Thúy Nga. Mọi chi tiết xin liên lạc Thiền viện Minh Đăng Quang 704-596-3457 hay Sư Minh Nguyên 980-422-5136. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hành của bản tin qua tình đồn sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hành lần tới.